Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong clip buổi chiều ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái sản phẩm mới mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2018 và là cái bản 1.2 số tự động. Chiếc xe đã xin lỗi quý vị và các bạn, đây là cái bản 1.2 số sàn. Chiếc xe đã được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 28.000 km rồi đấy ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp ạ, vì chủ xe cũng đã lăn bánh được 28.000 km rồi và tất cả cái dàn lốp của nó cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Rất là đẹp, và những chiếc xe này thì nó khác thường so với những chiếc xe khác, đó là chủ xe cũng đã dán thêm một cái bộ tem cho xe đấy ạ. Đây là cái bộ tem mà chủ xe đã dán thêm vào chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích thì chúng ta bóc cái tem này ra thôi. Bóc cái tem này ra thì cũng rất là đơn giản thôi. Và chiếc xe này là màu đỏ đun ạ. Vâng, thưa với quý vị và bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2018 và full option từ khóa thông minh, đèn nổ start top, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương và điều hòa tự động, màn hình đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ tất cả rồi, không thiếu cái gì cả. Có cả định vị GPS dẫn đường. Và điều cơ bản nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc xe này nó cũng không bao giờ chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Vì chiếc xe này sản xuất năm 2018, đến năm nay thì đã chạy được 2 năm, hơn 25 km rồi. Và chiếc xe chạy được 2.8 vạn, gần 3 vạn rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem là từ cái dàn lốp này còn rất là mới luôn đấy ạ. Toàn bộ cái dàn lốp cũng còn nguyên bản theo xe. Mới chạy 2.8 vạn, 3 vạn thì cái dàn lốp này thì còn rất là đẹp ạ. Chưa có bị vấn đề gì cả, tất cả còn rất đẹp đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể xem đấy ạ. Đấy, dàn lốp còn rất là đẹp. Tất cả còn nguyên bản theo xe hết ạ. Dàn lốp nguyên bản ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, dàn lốp đết lốp sản xuất tuần 38 năm 2018 đây ạ. Và còn rất là dày. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần đầu, phần bao đờ sốc trước của xe đây ạ. Chưa bị xước sát gì cả. Còn nguyên bản, còn rất là đẹp và còn rất là mới đây ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Cụm đèn pha còn rất là mới. Đây, tôi sẽ quay sát cho quý vị và các bạn xem về cái cụm đèn pha này. Cụm đèn pha còn rất là mới đây. Cả hai bên đều rất là mới luôn. Trang bị là một cái cụm đèn gầm. Đèn gầm và là cái đèn hay còn gọi là đèn sương mù đây ạ. Và có thêm một cái phần đèn trang trí này nữa, nó là đèn LED. Đèn LED này rất là đẹp ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên gương chiếu hậu. Đây là chiếc gương chiếu hậu đây. Và gương chiếu hậu cũng là gương gập điện rồi. Khóa thông minh, đèn nổ start top và bấm khóa mở cửa đây ạ. Trên cánh cửa, kể cả là bên phụ. Và cái tay nắm mở cửa là tay nắm chrome, rất là đẹp ạ. Đây, tay nắm chrome, rất đẹp. Và bên cánh phụ cũng bấm mở cửa được luôn ạ. Đấy, khóa thông minh. Tương tự như cái ba đờ sốc trước thì ba đờ sốc sau cũng vậy ạ. Còn rất là đẹp, còn nguyên bản. Tuy có đôi phần xước sát, nhưng xước sát cũng rất là nhẹ nhàng thôi ạ. Xước sát cũng rất là nhỏ nhẹ thôi ạ. Xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi đây rồi. Cảm biến lùi, camera lùi. Đây chính là cái phiên bản Grand i10 1.2 số sàn. Đây là cái phiên bản 1.2 số sàn màu đỏ đun ạ. Cũng tương tự như cái cặp đèn pha thì cái cặp đèn hậu này cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có nứt vỡ gì cả. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Sau 2 năm sử dụng thì chiếc xe đã lăn bánh được 2.8 km. Và đặc biệt của nó là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, cho nên là cái phần ngoại thất này nó chưa có bị xước sát gì nhiều.
cũng giống như cái phần ngoại thất thì là cái phần nội thất cũng rất là đẹp. Lát nữa thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần nội thất. Thưa với quý vị và bạn, chiếc xe này không chạy dịch vụ, chứ nếu những chiếc xe mà chạy dịch vụ hay chạy Grab gì thì là nó sẽ xấu đi rất là nhiều rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm muốn sở hữu chiếc Hyundai Grand i10 1.2 số sàn này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này, mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng. Chỉ 335 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback 2018 này ạ. Và chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị và các bạn trả góp lên tới 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Nếu như quý vị và các bạn mà làm trả góp thì quý vị và các bạn, những chiếc xe này thì quý vị và các bạn chỉ bỏ ra khoảng 100 triệu đồng thôi, chúng tôi đã có thể làm trả góp cho quý vị và các bạn sở hữu ngay chiếc xe Hyundai này ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này ạ. Bước khoan nội thất thì đầu tiên chúng ta sẽ xem qua về cái phần táp bi cửa bên lái, táp bi cửa trước bên lái. Vâng, thưa với quý vị và bạn, táp bi cửa trước bên lái tất cả còn nguyên bản luôn đây ạ. Keo chỉ còn nguyên bản ạ. Tất cả còn rất là đẹp luôn. Đây ạ, ốc bản lề cũng còn nguyên bản ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Đây ạ, nội thất cũng còn rất là đẹp. Nội thất của chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này được trang bị là cái nội thất da và xen lẫn với nỉ, phần giữa vẫn là phần nỉ, còn xung quanh đó là phần da, và cơ bản là còn rất là đẹp. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, chúng tôi mua về là cũng chỉ có rửa ráy bên ngoài đi thôi chứ chưa dọn dẹp gì, cho nên nó cũng hơi bẩn một chút, quý vị và các bạn hết sức thông cảm ạ. Bây giờ là chúng tôi mua về cái là đăng quảng cáo bán luôn, chứ để chờ đợi dọn dẹp mấy hôm thì nó mất thời gian, tôi đang bán luôn ạ. Và đây, thưa với quý vị và các bạn, cái đồng hồ đây, chiếc xe lăn bánh được 28 km rồi đấy ạ. Và tất cả nội thất còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái, tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Tất cả keo chỉ nguyên bản, táp lô, táp bi còn rất là đẹp ạ. Nội thất ghế đây, rất là đẹp luôn ạ. Dù chưa dọn dẹp gì cả, nhưng quý vị và bạn xem qua về những cái phần nhựa, phần da nó rất là đẹp. Riêng về cái phần nỉ thì nó hơi bẩn một chút thôi ạ, vì là chưa có đánh dọn gì cả cho nên nó hơi bẩn một chút. Thảm sàn đây ạ, thảm sàn cũng rất là sạch sẽ. Nếu như chạy dịch vụ thì những cái thảm này nó rất là nát rồi ạ. Và đây, quý vị và bạn xem qua về cái trần xe thì quý vị và bạn cũng biết là có chạy dịch vụ hay không ạ. Nếu như chiếc xe mà chạy dịch vụ thì những cái trần này nó rất là bẩn và nó rất là hôi. Đây, chiếc xe này thì còn rất là mới, còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp, rất là đều xe. Và đây là cái phần cốp sau của xe. Cốp sau hay là đầu thì bao giờ tôi quay tôi cũng giới thiệu kỹ hơn cho quý vị và bạn cùng xem. Tại vì là những chiếc xe là thường hay bị đâm đầu, đâm đít đúng không quý vị? Cho nên là tôi quay và giới thiệu cho quý vị và bạn kỹ hơn ạ. Đây là cái ốc của cốp sau đây ạ. Tôi quay thật sát, thật kỹ, thật chậm lại để cho quý vị và các bạn cùng xem. Hoặc anh em thợ có thể xem lại clip của tôi, thì quý vị anh em có thể lấy cho người nhà, người thân, người quen hoặc khách hàng uy tín cũng rất là yên tâm với chiếc xe này rồi ạ. Chiếc xe này không có bị đâm đụng hay bị va chạm gì đâu. Tất cả còn rất là đẹp và tất cả gioăng, keo chỉ các thứ còn rất là mới luôn đấy ạ. Keo chỉ tất cả luôn đấy ạ, gioăng cũng còn rất là mới. Nếu những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì thường là cái phần cốp sau này lại hay để hành lý của khách hàng đây, thì nó sẽ rất là nát. Nhưng chiếc xe này, cái khoang này quý vị và bạn xem đấy, từ những cái phần nỉ này, phần nhựa này, phần nỉ, phần nhựa còn rất là mới. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Và lớp sơ cua phụ tùng đồ nghề cũng còn nguyên bản hết ạ. Lớp sơ cua chưa hạ, còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Nếu như những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì không bao giờ được đẹp và sạch sẽ như thế này nữa đâu ạ. Đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ ạ. Đây, tôi cũng quay cho quý vị và bạn cùng xem. Thứ nhất là keo chỉ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Và táp bi cửa đây ạ,
Cái này thì chúng tôi có thể cam kết chứ không phải nhiều quý vị và các bạn xem video có thể không nhìn rõ vì không có nghề, không biết được keo chỉ còn hay không. Nhưng mà chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản luôn đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nội thất rất đẹp. Đây là cái táp bi cửa trước bên lái. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Táp bi cửa rất là đẹp luôn. Phần ghế bên phụ đây rất là đẹp, rất sạch sẽ, đẹp đẽ luôn ạ. Mặc dù là chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả nhưng mà nó cũng sạch tương đối rồi đấy ạ. Một số chỗ khe kẽ các thứ bên trong nó hơi bẩn một chút. Táp lô, táp liếc rất là đẹp rồi. Một lần nữa tôi quay lại cái đồng hồ cho quý vị và bạn cùng xem. Chiếc xe đã lăn bánh được 28,000 km rồi. Vô lăng cũng là vô lăng khâu da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Đấy, xe cũng đã được trang bị hộp số là hộp số sàn. Đấy. Và điều hòa này, khóa thông minh, đây là khóa thông minh này, start stop này, khóa thông minh start stop. Và được trang bị là cái màn hình giải trí thông tin đa phương tiện đây ạ. Giải trí thông tin đa phương tiện này, nó có cả bản đồ GPS dẫn đường này. Đấy. Hoặc là USB các thứ này, đầy đủ các tính năng giải trí rồi. Radio, bản đồ điện thoại rảnh tay, đầy đủ hết tất cả rồi. Và điều đặc biệt thì quý vị và các bạn xem qua về cái táp lô này thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đây. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Nếu như chạy dịch vụ thì nó không được đẹp như thế này nữa đâu. Và quý vị và các bạn xem những cái vết này nhá. Vết này là do chủ xe, cả những cái vết keo này, chủ xe lắp thêm một cái thảm, thảm để che phủ cái táp lô này. Bây giờ chúng tôi bỏ cái thảm ấy ra để quay cho nó rõ, cho nó thật ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái động cơ 1.2 lít đấy ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2018 này là một cái động cơ xăng 1.2 lít và hộp số sàn. Và thưa với quý vị và các bạn, sau 2 năm sử dụng và chạy 28,000 km rồi thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái xe này. Đầu tiên tôi lại phải quay về cái cabo trước đã, xem là chiếc xe này có bị đâm đụng hay va chạm gì chưa ạ. Đây là cái ốc cabo đây ạ. Ốc cabo này, keo chỉ của cabo này. Tôi vẫn quay chậm lại cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đâm đụng hay va chạm đã, rồi mới đi về cái phần máy móc sau. Keo chỉ ốc cabo này, cho đến ốc tai này. Đấy, ốc tai rồi đến ốc đầu, ốc ba lần sốc đầu của xe này. Tất cả nó còn nguyên bản luôn đấy ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, tất cả nó còn nguyên bản như thế này. Đây, từ những cái ốc còn nguyên bản như thế này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Sau đó tôi lại mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái ốc chân máy, xem ốc chân máy đã ra chưa. Đây là cái ốc chân máy này. Toàn bộ ốc chân máy này nó còn nguyên. Ốc mặt máy này còn nguyên. Đấy. Điều này chứng tỏ là cái máy này là còn nguyên bản này. Cái khối động cơ này còn nguyên bản luôn này, chưa có bị ra, chưa có phải làm lại động cơ ạ. Tại vì sau 2 năm sử dụng với 28,000 km thôi, nếu như những chiếc xe này mà đã phải tháo động cơ rồi thì chỉ có trong cái trường hợp là bị ngập nước hoặc tai nạn thì mới phải tháo cái động cơ này ra để xử lý thôi. Nhưng chiếc xe không có bị đâm đụng, không bị va chạm gì thì không tháo ra để xử lý, không phải tháo ra để xử lý. Cho nên là tất cả là còn nguyên bản luôn đấy ạ. Không ngập nước, không tai nạn, máy móc thì sẽ còn nguyên bản là cái điều đương nhiên ạ. Vì những chiếc xe có chạy 30,000-40,000 km thì có khi mới phải làm máy, nếu như không bị lỗi. Tất cả còn nguyên bản hết. Và chúng tôi có thể cam kết với quý vị và các bạn bằng văn bản về cái động cơ của chiếc xe này. Vậy nên quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc Hyundai Grand i10 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.